Mùa bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe siêu lướt đang có mặt tại cửa hàng Ngay lúc này em sẽ cập nhật nhanh cho anh chị và các bạn cùng tham quan và đánh giá với em Một chiếc Mazda 6 phiên bản Premium 2.0 sản xuất là 2021 Đăng ký tên cá nhân, biển thành phố Và khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển nữa Mà mình chỉ mất phí đổi biển thôi Cùng với 2% định phí trước bạn Chiếc xe này lăn bánh với quãng đường là hơn 20.000 km. Trang bị full đầy đủ các tính năng như hệ thống cam 360, quạt làm bế, mát ghế, hàng ghế trước và hệ thống giải trí loa bâu, hắt kính lái, rồi là có cảnh báo vượt, cửa lóc, ghế chỉnh điện, cùng với rất nhiều tiện nghi, tính năng option anh chị và các bạn có thể đi tham quan, đánh giá cùng em ngay sau đây. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng là Việt Nguyên Auto Số 57 làm 61 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội Anh chị các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm anh chị nhé Đơn vị bán xe ra thì cam kết đầy đủ cho khách hàng Tất cả các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ Máy móc còn nguyên bản Không tai lạn, không ngập nước Bao trách test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu Tìm hiểu thông tin về chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium này với ngoài bản 2.0 ra thì xe còn có một bản 2.5 nữa để anh chị và các bạn có thể tùy chọn về khối động cơ sức mạnh của chiếc xe đây là bản 2.0 với những cái chi tiết đường nét anh chị có thể tham quan từ những con ốc và những cái chi tiết nốp sơ cua mọi chi tiết vẫn còn mới nguyên những đường nét để các bác có thể thẩm định và đánh giá về phần đuôi này nó có bị đâm va hay không khi mình xem mà mình cảm thấy thắc mắc chỗ nào thì có thể liên hệ em nhé em sẽ giải đáp và giúp cho anh chị và các bạn có thể hiểu biết thêm được thông tin về những chiếc xe cũ đã qua sử dụng và có thêm kiến thức còn ngoài ra nếu mà anh chị và các bạn mà không hiểu biết về xe mình xem qua video mà cảm thấy ưng sau đó thì mình đến cửa hàng để trải nghiệm lái thử cảm giác lái của chiếc xe như thế nào và xem tình trạng của chiếc xe nó có ổn hay không nếu ok rồi thì mình có thể là mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra cho an tâm, tránh được những cái xe bị tai nạn hay ngập nước. Đấy là những lời khuyên dành cho anh chị và các bạn không hiểu biết về xe. Đây là những cái chi tiết về không gian bên trong với hệ thống đèn LED daylight được trang trí cùng với những cái chi tiết chất liệu ghế da của chiếc xe với hệ thống ghế da màu đen đục lộ thông hơi. Có trang bị bệ tì tay rồi là cửa gió điều hòa cửa sổ trời, những tiện ích và không gian ngồi bên trong thì rất là rộng rãi, thoải mái cho một mẫu xe trong phân khúc hạng D cạnh tranh với các đối thủ như là Toyota Camry, Honda Accord và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về hệ thống khoang lái của chiếc xe để có những cái tính năng option gì để anh chị có thể tham quan và có thể là mình cân đối bên cánh cửa thì nó sẽ có các phím cơ bản như là lên xuống kính, chỉnh gương và những cái phần hệ thống loa giải trí của chiếc xe bên trong đây thì các bác có thể tham quan qua thì nó có trang bị hệ thống nhớ ghế hai vị trí và ghế chỉnh điện đa hướng ghế lái và ghế phụ cùng với đó thì nó có phần bệ thì tay yên ngựa này anh chị có thể tham quan những chi tiết da của nó thì vẫn còn rất đẹp các tính năng tiện ích như là phanh tay điện tử auto hold các chế độ lái các phím My drive rồi là các chế độ làm mát ghế, màn hình giải trí, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có lẫy chuyển số thể thao và phía sau là có cụm đồng hồ hiển thị thông tin, phòng tour và các thông số an toàn, view cam 360 rồi là cảnh báo lệch làn, đầy đủ những tính năng công nghệ an toàn của dòng xe Mazda và rất nhiều các công nghệ để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng là máy 2.0 Skyactiv-G mới khối động cơ mới rồi thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn nhiều trải nghiệm hơn cũng như là cái khả năng vận hành của chiếc xe nó ổn định hơn và với chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium sản xuất 2021 đăng ký tên tư nhân biển thành phố hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 695 triệu giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển hay là mua xe trả góp để nhận được thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập ngay tại web autosehoi.com để xem thông tin cụ thể. Giá bán em có cập nhật thường xuyên tại web để các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Rất mong anh chị và các bạn quan tâm, ủng hộ và đóng góp ý kiến cho em. Xin chào.